Chiều ngày 7 tháng 9, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, sau nhiều trận mưa lớn, lượng nước mưa tại chỗ và các khu vực khác đổ về khiến nhiều nơi ngập nặng. Cụ thể tại khu phố Hương Phước, vườn Dừa, Tân Cang, Tân Lập, phường Phước Tân, mực nước dâng cao 0,5 đến 1,2 mét, tràn vào nhà nên người dân phải di dời đi nơi khác. Tại cổng trường trung học cơ sở Phước Tân 1, ấp Miễu, nước ngập sâu gây chia cắt giao thông. Phụ huynh khó đón con về nhà nên hàng trăm học sinh ở xã phải ở lại trường. Lực lượng dân quân tự vệ bảo vệ khu phố đã có mặt để phối hợp với nhà trường tuyên truyền cho học sinh về sự nguy hiểm của mưa lũ, điều tiết giao thông ngay tại cổng trường. Càng về chiều, nước từ các khu vực ở huyện Thống Nhất, Trảng Bơm, Cẩm Mỹ đổ về sông Buông, khu vực phường Phước Tân, khiến tình trạng ngập càng trở nên nghiêm trọng. Còn tại con đường chuyên dụng nối quốc lộ 51 vào mỏ đá Tân Cang, tình trạng ngập nặng xảy ra từ tối ngày 6 tháng 9, đến nay vẫn chưa rút hiện nước ngập khoảng 1 mét, giao thông vẫn bị chia cắt, xe cộ không thể di chuyển. Trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Trần Thế Biên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân cho biết, mưa lớn làm nhiều nơi ngập nặng, hiện không có thiệt hại về người và chưa thống kê thiệt hại tài sản. Trong suốt thời gian mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Cứu hộ Cứu nạn phường Phước Tân đã huy động lực lượng quân sự, công an, bảo vệ dân phố, gác tại các điểm cầu sông suối, hướng dẫn và hỗ trợ người dân qua lại. Mưa lớn còn làm đoạn tường rào dài 50 m của trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa bị đổ sập. Lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo thành phố Biên Hòa đã kiến nghị xây dựng lại toàn bộ tường rào nói trên để đảm bảo an toàn cho học sinh thay vì chỉ xây dựng lại đoạn bị đổ.